Đối với đồng bào Khmer, lễ cưới là một sự kiện quan trọng của đời người. Những chàng trai, cô gái Khmer đến tuổi trưởng thành đều được tự do tìm hiểu. Nhưng để đi đến hôn nhân, họ phải trải qua nhiều nghi lễ, tập tục, truyền thống. Trong đó, nghi lễ cưới thể hiện nhiều nét đẹp, phản ánh nét đặc trưng trong văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Từ xưa đến nay, theo quan điểm của người Khmer, lễ cưới là nghi thức gắn liền với gia tộc, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư. Ngày cưới còn được gọi là ngày gối đôi, ngày mà mọi thứ từ lễ vật đến người chúc phúc đều theo cặp, theo đôi. Khi mà đôi trai gái quyết định đi đến hôn nhân thì nghi thức đầu tiên là cái nghi thức lễ hỏi. Lễ hỏi thì được tổ chức tại nhà gái. Và cái lễ vật mà do nhà trai mang đến thì được bày biện. Dạ, được bày biện một cách rất là trang nghiêm và đẹp mắt. Quan trọng nhất cái lễ vật mà đàn trai mang đến đó là hoa cao và các cái mâm trầu. Ngoài những cái lễ vật thông thường đó thì bên đàn trai còn phải mang theo cái nữ trang xính lễ hoặc là cái khăn quàng để trao tặng cho cô dâu trong ngày cưới. Khi mà cái lễ hỏi đó được diễn ra thì bên cạnh đó là họ kết hợp với lại cái tiếng ngũ âm, nhạc ngũ âm đặc trưng của người Khmer thì làm cho cái không khí của buổi lễ nó càng thêm trang trọng hơn. Mở đầu cho cái lễ hỏi đó thì hai ông à cha. Ông à cha có nghĩa là cái người mà đại diện cho hai gia đình là thay nhau đối đáp. Vị à cha đó là những người có uy tín trong dòng tộc, hoặc là vị à cha đó là những người mà có cái cuộc sống hạnh phúc thì họ mới được mời để tham dự các cái nghi lễ đó. Cái cuộc đối đáp diễn ra giữa hai vị a cha này là đều có sự chứng kiến của người thân họ hàng của hai bên gia đình. Đây cũng là cái nghi lễ đầu tiên của đám cưới. Trong cái lễ này thì ngày tháng tổ chức đám cưới thì cũng sẽ được thỏa thuận cũng như là trao đổi và thống nhất với nhau trong cái buổi lễ hỏi này. Do người Khmer theo chế độ mẫu hệ cho nên là lễ cưới sẽ được diễn ra tại nhà gái. Từ sáng sớm thì bên nhà trai dưới sự hướng dẫn của hai vị a cha đó thì họ sẽ mang lễ vật đến nhà gái. Khi mà đoàn nhà trai sắp đến thì nhà gái sẽ rào cổng lại. Họ rào cổng lại bằng cái nhánh gai tượng trưng. Và hiện tại bây giờ được cách tân là họ có thể ngăn một cái bàn. Họ ngăn một cái bàn đằng trước nhà. Và khi mà đàn trai đến thì họ sẽ có cái tiếng đánh còng để báo động rằng là nhà trai đã đến. Sau đó thì người đại diện mới cầm cái gươm múa ba vòng để báo động rằng là nhà trai đã đến và xin hỏi cưới cô dâu. Trong lúc đó thì cô dâu cùng với hai phù dâu của mình sẽ trao vòng hoa cưới cho đàn trai và ra đón tiếp đón chú rể và mời chú rể vào nhà. Khi mà dàn nhạc nổi lên thì mọi người cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể. Sau các cái thủ tục như là lễ ra mắt ông bà, trao nữ trang cũng như là trao khăn quàng cho cô dâu thì cái lễ quan trọng tiếp theo đó là lễ cắt tóc cho cô dâu chú rể. Một phụ lễ sẽ múa hát theo cái điệu nhạc và đi vòng quanh cô dâu chú rể. Sau đó thì họ thỉnh thoảng họ đưa cái chiếc kéo lên để cắt tượng trưng vài sợi tóc của cô dâu chú rể. Khi mà họ cắt như vậy thì họ quan niệm rằng là họ sẽ xóa bỏ những cái điều xấu ra khỏi cuộc đời của đôi trai gái này. Khi mà tối đến thì nhà gái mời các vị sư về ở chùa ở địa phương
đến nhà để tụng kinh chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đây cũng là cái đặc thù trong đám cưới của người Khmer. Khi mà bước sang ngày hôm sau thì là lễ cưới mới được gọi là chính thức. Chính thức ở đây có nghĩa là trong cái nghi lễ quan trọng đó thì mới được tiến hành, như là lễ xoay đèn, lễ cột tay, lễ nhập phòng, và quan trọng là cái lễ rắc mông cau. Rắc mông cau là người ta quan niệm là sẽ chúc phúc, chúc mừng cho cô dâu chú rể. Và những cái nghi lễ này, mọi cái nghi lễ này mà được tổ chức một cách chu đáo thì càng khiến cho cô dâu chú rể sẽ cảm thấy tự hào về đám cưới của mình. Do người Khmer theo chế độ mẫu hệ nên lễ cưới thường được diễn ra trong 3 ngày tại nhà gái, gồm các nghi lễ và nghi thức đặc trưng như nghi thức mở cửa rào, nghi thức tụng kinh chúc phúc, nghi thức rửa chân, lễ cột chia tay. Mỗi nghi thức có những yêu cầu và hình thức tiến hành khác nhau dưới sự dẫn dắt của vị A Cha, người có uy tín nhất trong vùng. Trong đó, lễ cắt hoa cau được xem là một lễ rất quan trọng, là lễ chính thức cho phép đôi trai gái thành vợ thành chồng. Lễ thành hôn của người Khmer thì người ta thường gọi là thăng ngay apipipia, có nghĩa là ngày đám cưới. Thì trước đây thì được tiến hành trong thời gian kéo dài, có nghĩa là 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà hiện tại bây giờ sẽ được rút ngắn lại còn 2 ngày và 1 đêm. Thì những cái chi tiết rườm rà vẫn được cắt bỏ. Nhưng bên cạnh đó thì khi mà lễ cưới của người Khmer thì vẫn giữ được cái nét đặc trưng truyền thống của dân tộc mình. Có nghĩa là những cái nghi thức rất là quan trọng như là lễ hỏi cưới, lễ ra mắt ông bà, hoặc là lễ cắt tóc rắc mông cao, hoặc là thỉnh sư đến cầu nguyện, lễ xoay đèn, lễ buộc tay thì vẫn được gìn giữ. Đó là những cái nét đặc trưng riêng của đám cưới của người Khmer. Ngày nay, những đám cưới của người Khmer vừa mang đặc trưng truyền thống của dân tộc mình, đồng thời cũng có nhiều đổi mới do quá trình cộng cư và giao lưu văn hóa với các dân tộc khác trong vùng. Sau những nghi thức truyền thống là bữa tiệc thiết đãi người thân bạn bè, và bao giờ cũng vậy, điệu múa lâm thông quen thuộc do các thanh niên nam nữ người Khmer trong đàn biểu diễn trên nền nhạc đệm dân tộc sẽ kết thúc cuộc vui của ngày cưới.